đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ô Banajiko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bách chát tăng quê đi táp bồ huynh nhu hi tí là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết được thay tự nơi tâm. Nati me saranang anyang tham mô me saranang warang e ta chau na ho tu me cha dâm găng. Chẳng có cho con phải nương theo, chỉ có pháp bi bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Supanno Phagavato Savaka Sangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Ngài đã tu hành chín chân y theo chánh pháp. Uchupanno Phagavato Savaka Sangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chín chân y theo thánh pháp. Nhà Japati Bản Nô Phagavato Sa Quá Ca Sẵn Khô tăng là các bậc đệ tử Phật. Các ngài tu hành để giác ngộ Niết Bàn, hơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Sāmi chipati bando phagavato sāvaka sangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Jajidang chattariburi sayugani tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàn. Tăng đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Attaburi Sabugala. Tăng nếu đêm chiếc thì có tam bậc. Tăng đã đắc đạo Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc quả Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc đạo Tư Đà, tăng đã Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Ê sa quá tô sa quá ca sẵn khô, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay vô, các ngài đang thọ lãnh bôn môn vật dụng của tinh thi, ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Pa hu nay vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi, tinh ly nhân quả đem đến dâng cúng. Anh Chalikarani vô, các ngài đang cho chúng lễ bái Anuttarang.
điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Mê sa năng âm nhân sân khô mê sa năng quá răng ê tê na sắp cha vật chê na hồ tu mê cha gia măng gia lăng chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao nên con thành kính mà nương theo, đăng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Cha Vanh Đà Mi Chê Ti Văn Sát Bằng Sát Bát Tha Nê Su Pát Ti Ti Tăng Sa Li Ri Ca Tha Du Ma Ha Bồ Thi Vút Tha Ru Bằng Sa Ca Lăng Sa Đà. Con xin thành kính đảnh lễ tất cả bảo tháp Ngọc Sa Lợi Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anatito, cha thi thầm mầm hi cha thiên anatito, ma ra na thầm mầm hi ma ra năng anatito, sáp bê hi nê bi dê hi ma na pê hi na na pha vô. Vi na pha vô cam ma sa cầm hi cam ma đa ya đô cam ma yu ni cam ma ban thu cam ma pa ti sa no yang cam mang ca ri sa mi cam ya năng wa pa pa căn wa pa sa đa ya đô pa vi sa mi ti e quang an hê hi a sinh hằng cha quét ki tập bằng. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp ta, dầu cho xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh chất thành. Sát đề sát ta á quê ra hòn, tu su phi ta hòn, tu nít đúc kha hòn, tu áp gia tắc cha hòn, tu an ni kha hòn, tu đi kha du ca hòn, tu Aruga hon tu sampat ti hi samit chan tu suki atta nang pariharan tu duk khap pat ta chanit duk kha pha yat pat ta chanit pha ya so kap pat ta chanit so ka hon tu sam de ti pa ni nong. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau. Đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy gửi mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Sư Trí Đức cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Kính mời quý vị cùng tắt bạch để cùng thọ trì tâm quy và ngũ giới. Uka samayam phàm tê visum visum ra khana tha ya ti sa ra ne na sa ha panh cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam ti
ma dân phàn tê vi sum vi sum ra kha na tha ya ti sa nê na sa ha tành cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dịch hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ti dâm ti ma dâm phàn tê quy sum ra kha na tha ya ti sa ha nê na sa ha phanh cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ kinh thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Quan Hỷ đăng đàn truyền tâm quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Dạ, con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bụt Hai Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Kính lễ chư tôn thần đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào sư Không Mai, sư Kim Nhung. Đạo hữu làm gì đây? Sư Tâm Hạnh, sư Không Nhật, sư Mê Ta, sư Nhật Quỳnh, sư Thi An Lạc. Đạo hữu học học giáo pháp 2 và huynh sang xin lỗi quý vị ha, mặt thì yếu rồi, xuống hơi khó chịu, có gì đọc sai thì quý vị cũng thông cảm giùm ha. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sạch năng gạch chế hò mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đồng măng sạch năng gạch chế hò mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sạch năng gạch chế hò mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ tì yâm bi bụt đăng sạch năng gạch chế hò mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Lưu ti yam bi đắp măng sản năng gạch chế hò mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Lưu ti yam bi sang khắn sản năng gạch chế hò mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ ti yam bi bồ đăng sản năng gạch chế hò mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti yam bi đắp măng sàn năng gạch chế hò mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ ti yam bi sang căn sàn năng gạch chế hò mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Đang sa năng gạch chế hò mi, con em hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham ăng sa ăng gạch cha mi, con đem hết lòng thành xin quy Pháp. Sang khăn sa ăng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti vi bút thằng sa ăng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm ti tham ăng sa ăng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm ti sang khăn sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm ti bút thần sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm ti thầm măng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm ti sang khăn sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti sa ra na ka năng ni thi tăng, Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Phàn tê, dạ chúng con xin vâng.
Banatibata Veramani Sikha Prang Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Prang Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca acara Veramani Sikha Prang Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da Veramani Sikha Prang Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra yamat japa ma dat hana Veramani Sikha Prang Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dạy uống rượu và các chất say. Panapipata Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicca Chara Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachappa Madathana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani pancha sikkhapadhani sadukang katoang mamadena nicchakalang samarakkhitappang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải năng giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amaphante, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca ti nhân ti, sì lê na phu ca sam ba đa, sì lê na ni phu ti nhân ti ta smai, sì lăng vị số tha ye. Các chúng sanh này sanh về cõi trời cũng như dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dị giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng như dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thú sa thú lành thay Uttamang ghe na hoàng đề hằng ta đã tâm sum hoa rút ta măng Bút thề yô khá lý tô đô sô bút thô Kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng thầm mạnh cha đu quy thằng hoa răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sẵn thành cha đu vi thót ta măng sẵn khe vô kha li tô đô sô sẵn khô kha ma tu tăng ma. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thấm Tăng. Các tội lỗi
lỗi mà con ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin kính dâng mít đến cho sư Trí Đức, xin Ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Vatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhahainu pavena sadasu thivavantu te vatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thammang nu pa we na sa da so thi phu an tu te phu va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pu de va ta sa pa sang ka hai nu pa we na sa da so thi phu an tu te tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Te atalantha sukhita varuna buddhasa sane aroga sukhita ho thasa sabbe hi nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa, sa thú sa thú lành thay. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu sa sanang. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu no garu. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu nyatayo. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu panino. Akasattha cha phummattha Padenaga Mahitika Punyang no anumodam tu chirang rakhan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu tâm ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tập bằng kia ri văn ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sắp ta sanh ni no áp thi ye cha sắp ta a sanh ni no ca tâm pu nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàng tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng điểm năng pu nha pha lăng ma ya ye cha tắp tha na cha nam ti đề hoa gặm tòa ni quê đa dùm sắp bê lô cam hi ye sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phạm tu ma ma chê ta sa ti. Phước các con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vừa được mà hưởng an. Phước hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhá đi năng hô tú su khí ta hôn tù nha ta vô, nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta nô quần nhằn à sa quắc
khá già quá hằng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch đầm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nghề quần nhằn nít bà nát sát bắt chá vô hồ tú, mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Dạ, Nam Mô Phúc Thả Giá, Nam Mô Thâm Na Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy y Tam Bảo trọng đời nay và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì tam quy ngũ giới của ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý và quý cô tư nữ, và xin chư phước này đến quý Phật tử trong đương Phật giáo năm truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tá Má. Có những phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới, và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin chia đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người đang chịu hậu quả của Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát được đại dịch Covid. Dạ, phần ghi thức trong kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới đã hoàn mãn. Con kính hương thức đã hoàn tất, chúng con thành kính tri ân sư trí đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước này trợ duyên tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử. Dạ. Con trong quá trình đọc kinh Tam Bảo có phần sai sót, con xin sám hối với Tam Bảo với Phật và quý vị Phật tử trong room. Dạ, con đi phước đa hòa mãn, con kính dâng đức đứng ngài trí đức ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 90. Trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thô ma hê si a ra hằng ta tha ga tô lô cu tam mô sa pa ga lô hi che ta cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quý đồ vành đà ma hành tăng na ra pu cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp mạo, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôn thượng vô chủ trí năng vô lượng, từ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đề bồ tát ta sa sa tu nô lô ca na mần tha sa vi na ca lô cô sa pa nhu bu tha pa ti phu ti san nhã tô văn đà ma hành tăng na ra phu. Cha này giác cần pháp bảo huy như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô xu gá tá xá xà quốc cô xích khà xu cà mô quá lá thầm má xích khá cô niên đà với sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tê giá tê chê, ná sách khà mê ê, tú quá thá năng tá xa bí a, nú khoa quê, ná xá há xa dê. Ná sẽ chặt tú, cầu xin Tam Bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh phổ cho con học đắc thần quả cao. Nam mô Bụt Thả Giá. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong.
câu Phật nguồn 90, quý vị thấy rõ ha. Trước khi chúng ta triển khai câu Phật nguồn 90, có một duyên sự được trình bày cùng quý vị. Đó là cái pháp tri ân và chúng ta phải báo ơn. Cái room Phật giáo Nam Truyền này được hình thành 13 năm, khởi xướng và thành lập cái room Phật giáo Nam Truyền này, đó là ngài Hòa thượng Tịnh Đức trụ trì chùa Đạo Quang ở Texas, rồi một người cộng sự rất là giỏi vi tính, đó là Sĩ Quản Liên Maha Paduma. Chắc Sĩ Nhật Quỳnh cũng biết ha. Những vị cũ cũ trong room đều tưởng nhớ đến cái ân đức của ngài Hòa thượng Tịnh Đức. Ngài đến sinh hoạt trong room của chúng ta trong thời gian đầu, nhưng mà quý vị biết khi mà cha lên không có dấu thì chính một vị chủ room cũng của Phật giáo, nhưng mà gọi ngài Hòa thượng Tịnh Đức bằng Hòa thượng Tình Dục, một cái sự mà coi như ganh tị đến room của chúng ta, nhưng mà có những cái tư tưởng không muốn cái room này được tồn tại. Ngài đã âm thầm và Sĩ Quản Liên cũng đã hỗ trợ cho cái room này được tồn tại đến bây giờ, là bước qua biết bao nhiêu là sóng gió. Trở lại vấn đề hôm nay, thì chúng tôi cũng nói chuyện với Sĩ Quản Liên về tình trạng sức khỏe của ngài Tịnh Đức. Ngài đã mổ ở bệnh viện và tương đối ổn định về chùa, nhưng mà về chùa thì sức khỏe cũng được tốt lắm, cho nên đã đi vô lại bệnh viện. Thì quý vị biết rằng bị ung thư, mổ rồi về, rồi bây giờ đi vô bệnh viện, rồi bây giờ mới đem về lại chùa, thì tình trạng sức khỏe của ngài rất là yếu. Ngài mặc dù không hoạt trong room của chúng ta một thời gian dài, nhưng mà luôn luôn ngài hỗ trợ, ngài nhắc nhở, ngài khích lệ, có sinh hoạt đều đặn hay không, trong room có được tiến bộ hay không, rồi chư Phật tử học nghiên cứu về Phật giáo coi như có được tốt đẹp hay không. Những lời thăm hỏi, những lời khích lệ của ngài làm cho chúng tôi cảm thấy một cái sự quan tâm. Mà từ khi thầy tổ đã ra đi thì huynh đệ với nhau, nhưng mà coi ngài giống như một vị thầy. Mỗi lần qua Mỹ chúng tôi hay đến chùa Đạo Quang ở Texas, mà coi ngài giống như một vị thầy. Đức độ của ngài, cái lòng từ của ngài, sự bình dân của ngài, sự khiêm cung của ngài, đó là những cái bài học mà chúng tôi học không vô, không hiểu sao, nhưng mà rất là cảm mấy ngài. Thì hôm nay sức khỏe của ngài không được tốt, vậy thì chúng ta cùng hướng tâm đến nguyện cầu. Quý vị hoan hỷ ha, với những bài kinh an lành. Đây là những cái lời cầu nguyện và mong quý vị cùng hưởng ứng. Để rồi sau cái khóa kinh này chúng ta sẽ đi vào bài học, tức là câu Phật ngôn 90. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha, hướng tâm về ngài Hòa thượng Tịnh Đức. Thế danh là Tổ Toản. Ngài sinh năm 1944, năm nay tức là 78 tuổi rồi. Ngài là Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo, Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam ở hải ngoại. Ngài chủ trì chùa Đạo Quang. Thì cũng như hôm trước thì quý vị biết rằng ngài Ngạc Nhẫn, rồi ngài Tịnh Đức, ngài Chân Trí,
Ngài Diệu Tông, các vị này đều qua học ở bên chùa Bạc Nam, ở bên Thái. Và Đức Vua Sãi cũng đã qua đời, thì cũng có chư tăng ở Quyền Không hoặc là các nơi coi như hướng tâm về Ngài, cầu nguyện cho giác linh Ngài được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Và bây giờ thì Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức cũng là một đệ tử của Đức Vua Sãi, đang sức khỏe không được tốt. Vậy thì chúng ta hướng tâm để nguyện cầu, bởi vì Ngài cũng đã khai sáng cái rung Phật giáo Nam truyền này, đã hỗ trợ cho rung Phật giáo Nam truyền này được tồn tại. Vậy thì với phước lành của Ngài đã lan tỏa, chúng ta nên tri ơn. Xin quý vị hướng tâm ha. Ngài Hòa Thượng thế danh là Tôn Thất Toản, hiện giờ là Phó Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy ở hải ngoại. Chúng ta bắt đầu. Samanta chakvalesu atragacchantu devata sathammam munirajasa sunantu sanghamokkhadam. Ba tòa thanh tịnh bồ đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh. Pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Sakhe kambe charube girisikaratate chantalinkhe vimane dibirate chagambe taruvanagahane gehavatthum hikhete. Umma cha yan tu deva cha la tha la vi sam me yan ka gan tham ba na ga tin than ta tan ti ke yan mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu. Kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rậm, trong nhà hoặc ruộng phường. Kính thỉnh thần Dạ Xoa, Càn Thất Bà, Long Vương, bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng, hiện đang trú không xa, xin quan tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni, thay thị độ chúng sinh. Thamma Savanakalo Ayam Padanta. Thamma Savanakalo Ayam Padanta. Thamma Savanakalo Ayam Padanta. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nam mô Tăng Sa Phật Ca Wa Tu Wa Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bun Đa Hai Sa. Nam mô Tăng Sa Phật Ca Wa Tu Wa Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bun Đa Hai Sa. Nam mô Tăng Sa Phật Ca Wa Tu Wa Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bun Đa Hai Sa. Cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đến giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đến giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đến giữ lợi quần sinh. Itipiso Phakawa Ngarahang Sammai Sambuddhu Vincha Chasambanno Sugato Lokavidu Anuntaro Purisa Dhamma Sarati Santhang. Deva Manusanang Buddha
Tu Phật Cộng Quan Tiên Hồng Danh Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Cao Dày Bậc Thế Gian Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vua Thượng Sĩ Phát Thân Tịnh Diệu Bậc Trưởng Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đạt Vạn Giác Thế Tôn Trong Đời Sua kha tô phá ngập hoạt ta thăm mô sanh đi thi cô a ca li cô e hi ba si cô ngô phá na di cô ba cha tăng quê đi tập bộ quên nhu hi ti pháp vi diệu cha lành kéo dài lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ hoặc nhiên liệu tường Đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần trí nhân từ ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sāmecchapatipanno Bhagavato Sāvakasangho Yandidang Chattari Purisa Yugani Antha Purisa Bumkalange Sa Bhagavato Sāvakasangho Ahunayo Bahunayo Dakkhinayo Anchalikaraniyo Anuttarang Bunyaketang Lokasanti Bậc Diệu Hạnh Thinh Văn Thích Tử Bậc Trực Hạnh Cử Thiền Giá Bậc Như Lý Hạnh Tăng Đà, Bậc Chân Chánh Hạnh Dưới Tòa Thể Tôn, Thành Đạo Quả Bốn Đôi Tám Chúng, Đệ Tử Phật Ứng Cúng Tôn Nghiêm, Cung Nghinh Chính Lễ Một Niệm, Thành Chúng Vô Thượng, Phước Điền, Thế Gian. E wa me su tang e kang samayang kakawa sa wa ti yang viharati che ta wa ne anatha pindika sa arame atako anyatara devata afikanta yarati ya afikanta wa nam Kewala kamban che ta wa nang o fa sen toa ye na pakawa te nupasang kamuvasang kamitoa pakawantang afiwa de toa e kamantang anthasi e kamantang tita kosa de wata pakawantang gatha ya chafang sin Như vậy ta nghe một thời Thế Tôn người tại kỳ viễn tịnh xã của trưởng giả cấp cô độc gần thành xá vệ khi đem gần mãn có một vị trời dung sát thù thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự lãnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kệ rằng Bà hút đê qua mà nụ xa chấm măng gá la nị ạ trình tá dung à căng khá ma na sô thả năng phru hí măng cà là một tá măng. Chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hăng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Kính xin Ngài bi mẫn quan hỷ dạy dũng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng giải như vậy. A se quá na cha ba la năng banh đi ta năng cha se quá na phù cha cha phù cha ni ya năng e tăng măng ca lam bù ta măng. Không cần gửi kẻ thân cận bậc trí hiền cúng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Bát thị rũ bà đê sá hoa sô cha bùm bê cha ca ta pun nha ta an ta sa ma bà ni thị cha e tăng măng ca la mô ta măng. Ở chú xứ thích hợp công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Bảo sanh chân cha xiên banh cha quy na vô cha su xiên thi tô su phà si ta cha gia hoa cha e tăng măng ca la mô ta măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện học tập nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Ma ta bi tu bát tha năng bút ta đa ra sa sanh ca hô na cu la cha cam man ta e tăng măng ca la mu ta măng
hiếu thuận bậc sinh thần, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp cảnh là phúc lành cao thượng. Đà nan cha thấm ma cha di ya cha nha ta nan cha sẵn ca hô na wa cha ni căn ma ni e tăng măng ca la mô ta măng. Bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. A ra ti vi ri ba ba ma cha ba na cha sanh nha mô ba ma đô cha thầm mê su e tăng măng ca la mô ta măng. Xả ly tâm niệm ác, giới ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Gà ra vô chà ni hòa tô chá sinh tu thi chắc cà tành nhu ta cà lê na thâm ma sá hoa năng nghệ tăng măng ca la mô ta măng. Cung kính cùng khiêm nhường tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thanh ti chá sô vá chá sá ta sá mật nạ nanh chá đá sá năng cà lê na thâm má sá cán chá ê tăng măng cá la môn tá măng. Nhẫn nhục lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tạp hồ chá prâm má chá rì gánh chá rì sá chá na đá sá năng niệp bà na sá chá kì tư giá chế tăng măng ca la mô ta măng. Thiền định sống phạm hành, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Phật tha sa lô ca thầm mê chinh tăng gia sa na cầm bà tì a sô căng với là chẳng khê măng ê tăng măng ca la mô ta măng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Ê ta đi xa ni cạn toa na sâm bánh thăm mô bà ra chí ta na sâm bánh ta sô thiên gà chân thi tăng tê sẵn măng ca la mụt tập mạnh ti. Những sự hành như vậy không chỗ nào thối tắc, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Dần đùn nê mê tăng áo bà măng cá lạnh cha vô cha mà nà bô sắc hôn á sở xã đô ba băng cá hô độc sư phi năng á cành tăng bút thai nu pha quê nà vi nà sa mên tú dần đùn nê mê tăng áo bà măng cá lạnh cha vô cha mà nà bô sắc hôn á sở xã đô ba băng cá hô độc sư phi năng á cành tăng thâm mai nu pha quê nà vi nà sa mên tú dần đùn nê mê tăng măng ca lành cha vô cha ma na bô sa cô na sa san đô ba bằng ca hô độc sư vi năng a căn tăng sang kha nu pha quê na vi na sa men tu. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa. Dukkha batta chani dukkha phaya batta chani phaya sokam batta chani soka hon tu sambe pipani non. Và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. E ta quá ta cha âm hê hi sâm phá tăng bồ nhá sâm bá đăng sâm bê đê hoa nú mô đăng tu sâm bá sâm bát kỳ xin thị gia đa năng đá đăng tu sàn thà yá si lăng rắc khăn tu sâm bá đam. Và hoa nà phi ra ta hôn tu gà chân tu đê quá ta gà ta. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền sẵn bê bụt tha ba la bát ta bản chê ca năn chê dân ba lăng hành ta năn ta tê chê nà rắc khăn phanh tha mị sầm ba sô. Xin qua đức vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì để ngài tịnh đức được an lành tịnh lạc. Karani yaman thakusale na yan tang san tang padang apisamen chasanko chu chasu chu chasu vajo chasamudu anatimani. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát, thiền không kiêu mạn.
Santo Sako Jasuparo Jam Pakito Jasala Ukavo Tisantin Triyo Janipako Jam Bagapo Kule Suananugito Sống dễ dàng, trí tốt, thanh tâm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm. Là cho con đăng sá ma cha rê kinh chí dê na huynh yô bà rê ô bà quà đầy dung xuất hiện hổ hoa khê mê nô hôn tu sầm bê san ta phóc quanh tu sô kỳ tá ta. Không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền, chê nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Dễ kệ chí ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di ka wa ye ma han ta wa ma ra sa ka nga nu ka thủ lam. Chúng sanh dù hiếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, cấp cao không đồng đẳng, hay thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Ditha wa ye wa ditha ye cha du re wa san tia vi du re phu ta wa sam pha we si wa sam be san ta pha wan tu su ki ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Na cha phun đăng sam a Na paro parang ni kum be thi nha ti man ye tha can tha chi năng kinh chi bya ro sa na ba ni ga san nha nan nha man nha sa do kha mi chay ya. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tưởng. Ma ta yat ha ni yang bu tang a yu sa e ka bu ta ma nu rang khe vam vi sam ba hu te su ma na sang pha wa ye pa ri ma năng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu suốt đời, lo che chở đứa con ruột của mình. Hãy phát tâm vô lượng để tất cả sinh linh. Mê tân chất sâm bá lô ca sĩ miên ma nà sân phá quá dê a bá rì mã năng u thân a thụ cha ti rì an cha sâm ba thân a quê răng a sa ba tăng. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không giận hờn oán thù. Ti thành cha răng ni xin ô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga tam mi thu e tăng sa ti na thi thầy ya brahma mê tăng vi hà răng ít tham ma hu. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, hãy giữ niệm từ bi này. Thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là để đích thình cha nu ba gam ma si la wa da sa ne na sam ban nu ca me su vi nay yết ghê thân này cha tu gặp pa say yang pu na re ti ti a sa li kiến thủ có giới hạnh nghiêm trì đạt tịnh tri viên mãn không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử kinh giải thoát di giáo. Yom bana thamma nu thamma pati banno viharati sami chi pati banno anu thamma chari so tatha gatang sakkaro ti gatkaro ti mane ti buche ti brahmaya pucha ya pati bantu pucha yam. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp, gọi là người thành tín, sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sapapa basa akala nang kusala su pa sam bada sa chitta pariyo da pa nang e tang buddhana sa sa nang. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Khanh ti bhar mang tapo thi tinh ca ni ba nam bhar mang và đánh ti bút tha na hi vap và chi tô và ru và kha ti sam nô hô ti và răng vi hê thái dân tô. Nhân này pháp thiếu quỷ tối thượng không gì bằng, nước bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy.
Anu bác quá đô, anu bác hàn tô, ba thí mô kê, chá sang quá rô, mát tăng nhú ta, chá phát tà sư minh, bánh tăng chá sa dìa nai, sá năng là thị kịch tê, chá á yô gô, ê tăng bú thai, ná sa, sá năng. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Chi la sầm hạ thiết u na năng khanh ti và tha na ca ra năng sắp bê bị u sà lạc thăm ma khanh thị giá dê quạt quạt đánh quạt quạt thanh tiết tên. Kể là qua năm biết bà ba năng khanh thị mu lăng nị cánh tạ ti ca ra hạ ca hạ hạ đi năng mu lăng khanh là tiết thanh thiết u. Nhân này pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy. Khanh ti thi ras sẽ lẫn caro khanh ti tapo tapasino khanh ti pa lăng quát ti năng khanh ti hita sukha quát tam. Là năng lực người chỉ, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi vui phúc lạc. Thành thí cô mê tạo quả la phi quá giá sạ si su khả si lạc quả bi vô đê quá mân đô sa năng má na bô hô thì thành thí cô. Người hành tu nhẫn nại là người có bản lành được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ô bích bà đề sanh cha ạch tha quá hô quá khanh tiết cô sạch cả mốt khai đạo măng mắc găng ạ rốn hô hô thị khanh tiết cô sạch thủ nô quá chả nô quá đăng cá rô thị dễ quá khanh tiết cô bà đạo má giá chả phú chai chỉ năng phú chê tiết khanh tiết cô. Ta người đều hạnh phúc, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì người hành pháp nhẫn nại, mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn. Người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Sắp bê bồ đà thiện ma ya di sa ya santa ve ra su ki hôn tu sam bê bồ đà thiện ma ya anu di sa ya santa ve ra su ki hôn tu sam bê đang khi nay ya di sa ya santa ve ra su ki hôn tu sam bê đang khi nay ya anu di sa ya santa ve ra su ki hôn tu sam bê bát chi ma ya di sa ya santa Awe ra su khi hôn tu sam bê ban chi ma ya anu di sa ya santa Awe ra su khi hôn tu sam bê uttara ya di sa ya santa Awe ra su khi hôn tu sam bê uttara ya anu di sa ya santa Awe ra su khi hôn tu sam bê uparima ya di sa ya santa Awe ra su khi hôn tu sam bê hethi mang ya di sa ya santa Awe ra su khi hôn tu sam bê santa Awe ra hôn tu su khi ta hôn tu ninh đục Kha hôn tu ập dạ bạch chá hôn tu ani kham hôn tu đi ca yu ca hôn tu a ro ga hôn tu sam bát ti hi sam mi chan tu su ki a ta nam pa ri ran tu đục kha bát ta chân ni đục kha pha yam ban ta chân em phải gia số cầm bàn tay chân ít số ca hôn tu sam bê bị pa ni nôn nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh muôn loại hãy thường an vui dứt trừ oan trái nhiều đời bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan
Hà nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu. Chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dài. Nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tái ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly. Nguyện cầu tam bảo tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Dân kinh chi cu sa la cầm mân ca tập bằng ký lệ dân ma mắc khả dê na quả cha ma na sa thi đa sê su ga tăng ca tăng dê sàn ta sanh dê nô anh thì dê cha sàn ta a sanh dê nô ca tăng phu nhá phá lặng mây hăng sáp bê phá ghi phó quanh thú tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng định năng phu nhá phá lặng mây gia về cha tan thân a cha nan tí đề hoa gan toa ni huệ đã dùng sầm bề lô cầm hi về san ta chỉ hoàn ta ha ra hệ tu ca mạnh nụ nhân phù cha nan sầm bề lóc văn tu ma ma chê tất xa tim. Con xin hồi tưởng phước này khắp cùng khắp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho thể đều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần trăm họ nắm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sanh đồng nướng chánh pháp quang minh chân truyền, tiếng tâm giữ vạn một niệm buông bột phúc huệ, gieo duyên niết bàn. Y đăng quá tắc mẹ phù nhân à sá quốc thái gia quá hằng hồ túc quốc thô à hằng bồ thái dí xà mi quốc tổ à hằng bồ thái dê phá rê tình nô a hăng ta rắc gắt dích xa mít sẵn xa rô khát ma hấp phát gia. Nguyện công đức đã làm hồi hưởng khắp chúng sanh, với đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành, đạo tràng Phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay kính dân hòa thượng phước này an vui tịnh lạc. Bên ngài bền lâu khóa cầu an, kính dân hòa phước lên ngài hòa thượng tịnh đức để ngài được thiếu bệnh kinh an và là bóng mát cho đạo tràng của chúng ta nương nhờ. Rồi như vậy là khóa lễ cũng đã trôi qua ha. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Không biết có Sik Ma Ha trong đạo tràng không? Bởi vì hôm qua chúng tôi có nói chuyện với Sik Quản Liên và Sik Quản Liên cũng có cái màn hình có chuyện gì đây rồi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn Kim Dung cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã mở khóa kinh cầu an đến Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức
mấy hôm nay con cũng nghe tin Ngài bệnh nặng, con cũng đêm đêm thầm dâng phước đến Ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ để đức tại đức như Quang Lâm vào đạo tràng. Và con cũng đã được gặp Ngài, và con cũng được nhận được những lời rất là từ bi của Ngài đối với con. Ngài có một trí nhớ rất là đặc biệt. Ngài chỉ biết con ở trên room thôi, một vài lần Ngài vào đạo tràng thôi. Nhưng mà khi con đi qua chùa, con bạch với Ngài, con đảnh lễ Ngài, con bạch Ngài. Dạ, con là Nhật Huỳnh, đệ tử của Ngài Trị Đức. Là Ngài nhớ liền. Dạ, Ngài nhớ liền và Ngài ban cho những lời đạo từ rất là tốt đẹp. Mà lòng, và Ngài có một cái lòng bi, phải nói là từ bi lắm luôn. Mà một vị nào... ví dụ như sư Phước Hiền gặp Ngài, thì sư Phước Hiền cũng nói với con là thật sự là khi gặp Ngài mình thấy rất là mát mẻ, và Ngài cũng quan tâm lo lắng cho rất là nhiều những vị ở Việt Nam. Mùa dịch thì Ngài cũng gửi tịnh tài về cho mỗi chùa để có thể mà chống qua được cái cơn đại nạn. Thật sự trong lòng con rất là biết ơn Ngài, mặc dù con chỉ được Ngài ban những lời đạo từ thôi, nhưng mà khi gặp Ngài thì thấy được cái sự từ bi của Ngài. Nên khi nghe Ngài bệnh nặng đi, trong lòng con cũng rất là nao lòng, và rất là nao lòng. Mà hôm nay thì con cũng không ngờ là Ngài Trí Đức mở khóa kinh cầu an đến Ngài. Tại vì lúc nãy con vào room xong rồi, con gửi bài cho Ngài Trí Đức xong thì con phải chạy ra ngoài. Nên đó hồi con nghe nói là Xích Nhật Quỳnh thì biết, con mới trở lại đạo tràng. Và con xin sám hối với Ngài Trí Đức, và cũng sám hối đạo tràng. Lúc này con hay lặng quá, và con cũng ý có như qua, nên con cũng lặng hơi sâu một chút. Một lần nữa con thành tâm sám hối với Ngài Trị Đức, cũng như sám hối với Chư Tôn Đức và đạo tràng. Và con nhân kỷ lúc mà Ngài Trị Đức mở khóa kinh cầu an, thì con cũng nguyện phước báo nào con tạo được trong ngày hôm nay và những ngày đã qua, cũng như trong thời quá khứ của con, có đạo tạo được phước lớn nhỏ nào, con thành tâm dâng đến Ngài Tịnh Đức. Mong Ngài tai qua nạn khỏi, thực bệnh được tiêu trừ. Cầu mong tâm bảo gia hộ cho Ngài có sức khỏe trở lại, để Phật tử chúng con còn được nương nhờ một bóng mát của Ngài. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ con kính dâng mình đến Ngài Trí Đức ạ. À, con thấy Ngài đã trở lại đạo tràng rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không Như Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, con kính dâng mình đến Ngài ạ. À, Nam Mô Bụt Thà, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sân Kha, kính lễ Thượng Tọa Quán Không, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ Chư Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 90. Yata thi no viso kassa. Yata thi no viso kassa. Yata thi no viso kassa. Câu số 2. Vip Vipamuttasasappatthi. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha.
quý vị thông cảm, mắt yếu rồi, nhìn chập nó hơi mỏi mỏi mắt, nếu có đọc sai thì quý vị cũng quan hỷ ha. Gatathino viso kasavipamutasasapathi. Gatathino viso kasavipamutasasapathi. Gatathino viso kasavipamutasasapathi. Rồi bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. Sap ba gần tháp ba hì na sa sap ba gần tháp ba hì na sa sap ba gần tháp ba hì na sa. Và câu cuối cùng gì đây, gì đây, parila hồ hả? Không, pari là hồ na vích chả tí, pari, pari là hồ na vích chả tí, pari là hồ na vích chả tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Rồi sao tuổi, sao tuổi sức nhiều hoàng. Sắp ba gần thấp ba hì na sa pari là hồ na vích chả tí, sắp ba gần thấp ba hì na sa pa ri la hồ na uy chả ti sa ba gần tháp ba hì na sa pa ri la hồ na uy chả ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Gatathino viso kasavipamutasasapathi sa ba gần tháp ba hì na sa pa ri la hồ. Ôi, sao pa ri la hồ có hai dấu chấm kỳ cục vậy nè. Wow, bài học như ôi dạ, hồi nãy giờ đọc rắc rắc rồi ha. Quý vị thông cảm, cảm ơn Sức Như Quang. Bây giờ quý vị hãy nhìn bài mà Sức Như Quang đưa lên, bài chúng tôi đưa lên sao kỳ cục vậy nè. Rồi Gatathino viso kasavipamutasasapathi sabba gan thappa hi nasapi la ho na vicchati. Đọc lại ha. Được rồi. Rồi xa tuổi, xa tuổi. Mới copy của Sức Như Quang đó. Cho nên hồi nãy thấy có hai dấu hỏi, không biết đọc cái kiểu gì mà đọc cũng chạy nữa chứ. Trời ơi, kỳ cục thiệt. Rồi, mà cũng sai nữa hả? Rồi bây giờ đọc theo Sức Như Quang nè. Trời ơi, đọc còn sai còn lo ăn lo. Rồi đọc lại nha. Gatathino viso kasavipamutasasapathisabbaganthappahinasapparilahonavicchati. Rồi sa thủ Sức Như Quang. Gatathino viso kasavipamutasasapathi sabbaganthappahi nasapari laho navicchati. Cái giọng đọc á, cuối câu số 2 nó không phải là trường âm, vậy thì quý vị đọc tự do. Nếu mà đọc thắng một hơi được thì tốt, còn không á thì quý vị dừng lại nơi trường âm. Đừng có dừng lại chữ bát thí ha, sắp bát thí, không nên dừng lại chữ thí đó, bởi vì nó là đoạn âm. Thì quý vị dừng tự do. Đó là giọng kinh ha. Gatathino viso kasavipamutasasapathisabbaganthappahinasapparilahonavicchati. Rồi đó là giọng kinh ha. Gì đích đã đến, không sầu giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Rồi bây giờ giọng kệ thì chúng ta thấy tám từ.
chia ra làm hai ha. Gatathino vi sokan sa ve pamutan sa sambathi sambagantham ba hinan sang ba rilaho na vinh gia tìm Gatathino vi sokan sa ve pamutan sa sambathi sambagantham ba hinan sang ba rilaho na vinh gia tìm Gatathino vi sokan sa ve pamutan sa sambathi sambagantham ba hinan sang ba rilaho na vinh gia tìm. Rồi bây giờ quý vị tranh thủ, chúng ta đã mất một số thời gian rồi ha. Hôm nay sao Thích Kim đưa tay lẹ, chiếc máy tay đã mất tiêu rồi. Thường thường chiếc máy tay đưa tay trước, hôm nay sao hồi Thích Kim hỗn quá. Hay là thấy không có chiếc máy tay. Rồi Thích Kim mì ăn liền ha. Rồi thôi tranh thủ ha. Rồi Thích Kim xong, Thích Kim Nhung xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Thông, không biết còn sư nào nữa không? Con mới vô, đói bụng quá, nằm bên người chợ đỡ đói. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Thông, các sư và các sư núp lùm, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Con đâu có biết sư, tại cái máy con không có thấy ai đưa tay hết. Con thường thấy cô mít tà đó, cổ đưa tay đưa chân trước, con đâu có biết đâu. Nhưng mà trước sau gì cũng vậy, tại sư phân cách này kia, trước sau gì trước cũng trả bài, sau cũng trả bài, miễn có trả bài là được rồi. Có người con đâu thấy bao giờ trả bài đâu, ở trong đạo tràng đó. Thảo sư cũng nói mấy người đó đi. Thôi bây giờ con đi trả bài, con đi kiếm đồ ăn đó, con có bụng quá đi thôi. Quý vị nghe âm thanh rõ ha. Ok, 1, ngồi biết 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4 người, 4 người, là 4 người nghe rõ, vậy là nghe rõ rồi. Dạ, giờ con xin trả bài. Bữa nay không có nói nhiều đâu, đói bụng không có nhớ gì, chứ chỉ nhớ đồ ăn thôi à. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 90. Gatathino viso kasavipamuktasasabbati sabbagantappahi nasavalila ho navicchati. Gatathino viso kasavipamuktasasabbati sabbagantappahi nasavalila ho navicchati. Con đọc lại đi. Gatathino viso kasavi pamukta sasabbati sabbagantappahi nasabali la ho navicchati. Phân tích câu số 1 và câu số 2, còn không có dò nó, không biết còn có biết đúng không nữa. Gá đoạn âm, tắp chừng âm nhắn, thí đoạn âm, no chừng âm thông thường, quý đoạn âm, so chừng âm thông thường, kas chừng âm nhắn, xá đoạn âm. Câu số 2, whip chừng âm nhắn, bá đoạn âm, múc tát hai chừng âm nhắn, xá đoạn âm, sáp chừng âm nhắn, bá thí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Gatathino viso kasavipamuktasabhati sabbagantappahi nasabadila ho navicchati. Phân tích câu số 3, sáp chừng âm nhắn, bá đoạn âm, gan thấp hai chừng âm nhắn, bá đoạn âm, thi chừng âm thông thường, nát chừng âm nhắn, xá đoạn âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, bá rí hai đoạn âm, là hồ hai chừng âm thông thường, ná đoạn âm, quýt chừng âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc nguyên bài và ca kệ. Sư đừng có lo cái câu này,
ba chữ, bốn chữ, cuối câu của bốn câu, câu cửa nào cũng là đỏ ngâm hết. Học sinh của sư giỏi lắm, toàn cao thủ võ lâm không hà, kiểu nào đọc cũng được, nói sư khỏi cái cần lo. Sắp ba gần thắp ta hì na sa ba li la hồ na quýt gia ti gá tắp kiêu nồ vi sồ khá sa quýt ba múc ta sa thắp gác ta thấp ti nô vi sô khá sa vít ta múc ta sa sắp ta ti sắp ta gần thấp ba hì na sa ba li là hồ na vít cha ti. Con thấy con đói bụng con đọc dở, thôi con đọc lại một lần nữa rồi ca kệ. Gác ta ti nô vi sô khá sa vít ta múc ta sa sắp ta ti sắp ta gần thấp ba hì na sa ba li là hồ na vít cha ti. Gà tập thi nô vi sô cát sa vi pha múc tát sa sắp ba thi sắp ba gần thập ba hi na sa ba ri la hô na vụt cha ti. Gà tập thi nô vi sô cát sa vi ba múc tát sắp sắp ba ba thi sắp ba gần thập ba hi na sa ba ri la hô na vụt cha ti. Con đọc lại con ca kể lại rồi, con làm một lần nữa. Ga tap ti no vi so ga sa vi ba muk dan sa sap ba ti sap ba gan tap ba hi na sa ba ri la ho na wit ga ti. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hay, dạ, con có sai gì con xin sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con đi. Dạ con xin nhường máy cho người khác, con đi kiếm đồ con ăn, con búng đội quá à. Dạ alo alo ạ. Dạ dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ sư Tuệ Đức con ông. Dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 90. Gata thino viso kasawi bamuta sasap bati sap ba gan tháp ba hi na sa pa ri la ho na we cha ti. Ga ta thi no vi so ka sa vi ba mo ta sa sa ba thi sa ba gan tháp ba hi na sa pa ri la ho na we cha ti. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Gá là đoạn át là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, no là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, so là trường âm thông thường, cast là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, whip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mút, tát là hai trường âm nhấn, sát là trường âm nhấn, bá, thí là hai đoạn âm. Gata thi no vi so ka sa vi ba mu ta sa sa ba thi. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gan, tháp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá, rí là hai đoạn âm, la, hô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Sắp ba gàn tháp ba hì na sa pa ri la hồ na quýt chá tí. Gata thi no vi so ka sa vi ba mu ta sa sa ba thi sa ba gan tha ba hi na sa pa ri la ho na vi cha ti. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc rằng vị ấy không nhiệt não là Hoàng Minh Châu. Con xin kể ạ. Gata thi no vi so ka sa vi ba mu ta sa sap ba thi sap ba gan tháp ba hi na sa ba ri la ho na vinh cha ti. Gata thi no vi so ka sa
vipamutta sa sap ba thi sap ba gan tham ba hi na sa parila ho na quyết cha ti. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Kính, đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, kính tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào toàn chào tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 90. Gatatiso kasavipamutasapsapatisapagantapahinasaparilaho nawichati. Gatatino kasavipamutasasapatisapagantapahinasaparilaho nawichati. Dạ, con xin tiếp câu 1 và câu. Gá là đoạn âm, tát trường âm nhấn, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý đoạn âm, xô trường âm thông thường, gás trường âm nhấn, xá đoạn âm, vít trường âm nhấn, tá đoạn âm, mút tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bá thí hai đoạn âm. Gát tát thi nô ghi sô cát sa vít pa mút tát sa sáp. Ba thi, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gan, tháp, hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, hi trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tá, rí, hai đoạn âm, la, hô, hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, vít trường âm nhấn, chá, tí, hai đoạn âm. Sáp ba gan tháp ba hi na sa pa ri la ho na wi cha ti. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 90. Ga ta thi no wi so ka sa wi pa mu ta sa sa ba thi sa ba gan tháp ba hi na sa pa ri la ho na wi cha. Ga ta thi no wi so ka sa wi pa mu ta sa sa ba thi sa ba gan tháp na hồ na wichati. Đức đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc rễ ạ. Gatatino viso asa vipamutasa sambathi sabbagantha bahinasa parilaho nawinchati gatatino viso kasa vipamutasa sambathi sabbagantha bahinasa parilaho nawinchati. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ, con kính cảm ơn. Dạ, con xin mời đi kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 90. Gatatino viso katsa vipamutatsa sabbati sabba gantappa hinasapari laho navichati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Gá đoàn âm, tát trường âm nhấn, thí đoàn âm, nô trường âm thông thường, quý đoàn âm, xô trường âm thông thường, cát trường âm nhấn, xá đoạn âm, whip trường âm nhấn, bá đoạn âm, mút tát
hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bá thí hai đoạn âm. Gata thino viso kat sawip pamutat sasap ba thi. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, gan tháp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, hi trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá bá rí ba đoạn âm, la hô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, trá tí hai đoạn âm, sáp ba gần tháp ba hi nát sa ba ri la hô ná quýt trá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 90. Gata thi no vi so gat sa vi pa mu tat sa sap ba thi sap ba gan tap ba hi na sa pa ri la ho na vi cha ti. Gata thi no vi so ka sa vi pa mu tat sa sap ba thi sap ba gan tham pa hi na sa pa ri la ho na quýt cha ti. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Thiện Vũ. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa ông bà thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay. Dạ, Nhật Quỳnh xin được trả bài trước ạ. Dạ, sa thú bàn tay quan thanh. Dạ, con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 90. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Gatap thino viso kasa vid bamut ta sa sap ba thi sap ba gan thap ba hi na sap ba ri ra ho na vid chati. Gatap thino viso kasa vid bamut ta sa sap ba thi sap ba gan thap ba hi na sap ba ri ra ho na vid chati. Con xin phân tích một lần bốn câu luôn ạ. Giá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý đoạn âm, sô trường âm thông thường, cách trường âm nhấn. Xá đoạn âm, quýt trường âm nhấn, bá đoạn âm, mút tách hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá thí hai đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ganh thấp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, hi trường âm thông thường, nát nát trường âm nhấn, xá bá rí ba đoạn âm, la hô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Và sa thú ở đạo tràng Phật giáo Nam Truyền rất là hoan hỷ đón chào học giáo pháp 2 mới vừa vào tràng, và cứ tự nhiên đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên đọc rồi sai thì có ngài Trí Đức giảng dạy, không có lo. Dạ, kính mời bàn tay học giáo pháp 2 và mời bàn tay quan thanh. Dạ, con xin đọc lại. Gatapthino viso kasavit bamutta sasapati sapagan thapahina sapadila ho na vichati. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kệ.
Dạ tập thi nô vi so ca sa viết ba mút tát sa sập ba thi sập ba gan tháp ba hi la sa ba di la ho na viết cha ti. Dạ tập thi nô vi so ca sa viết ba mút tát sa sập ba thi sập bà gan tháp bà hi na sa bà di la ho na quyết cha tiền. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thì na tập thể dục hơi nhiều, thì na ơi đưa bàn tay mình lên ha. Dạ bây giờ nhục bình mời Quang Thanh và mời học giáo pháp 2, mời Quang Thanh trước nha. Và con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Phật ta. Con mời giáo pháp học giáo pháp 2 đọc trước mà không thấy bạn đây. Ai không biết cố không biết, thấy và xin đọc. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Thượng, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức, Đại Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 90. Cảm ơn cô Như Quang đã phát bài. Thi nô quy sát sa quy ba mô tát sa sáp ba thi sáp ba gan tháp ba hi nát sa ba ba ri la na quy sa ta ti ga ta thi nô quy sô cát sa quy ba mô sa sáp ba thi sáp ba gan tháp ba hi nát sa ba ri ba ri là hồ na quy cha ti. Con xin phân tích cả bài luôn. Gá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quý đoạn âm, sô trường âm thông thường, các trường âm nhấn, xá đoạn âm, quýp là trường âm nhấn, bá đoạn âm, mút, tát là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá bá đoạn âm, bá thí là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, căn thấp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xá bá rí là ba đoạn âm, la hô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quích quích là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Con xin đọc lại toàn bài. Ga ta thi nô quy sô ca sa quy ba mu ta sa sap ba thi sap ba gần tháp ba hi nát sa ba ri là hồ na quýt cha tị. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi ràng buộc, vị ấy không mệt nhiệt não. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Gà ta thi nô quỷ sô cát xa quy ba mô tát sa sam ba thi sam ba gan tháp ba hi nát sa ba ri la hô na quynh cha ti. Gà ta thi nô quy sô cát sa quy ba mô tát sa sam ba thi
sập ba gan tham ba hi nát sa ba ri la ho na quyên cha ti. Dạ con đã đọc và phân tích, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin kính mời học giáo pháp hai lên đọc bài ạ. Dạ. Dạ con xin Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Đà Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin đảnh lễ Chư Tăng, con xin đảnh lễ quý cô Tương Nữ và con xin chào các cô chú anh chị. Dạ con là người mới nên có gì sai con xin sư và các cô chú anh chị sửa cho con. Con xin đọc. Gatatino visokasa vipamutasa sappati sappagantap pahinasa parilaho na vichati. Gatatino visokasa vipamutasa sappati sappagantap pahinasa parilaho na vichati. Gatatino visokasa vipamutasa sappati sắp bà gần thấp bá hi na sắp bá ri la hồ na vứt cha tí. Con xin phân tích ạ. Gắt là đoạn âm, tắp là trường âm ngắn, thí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, cắt là trường âm ngắn, xá là đoạn âm, quý là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, thí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn. Hai câu sau, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, nát là trường âm ngắn, xá là đoạn âm, bá rí là đoạn âm, la là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quýt là trường âm ngắn, chá tí là đoạn âm. Dịch việc của Hòa Thượng Thích Minh Châu đó là đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Gatta thino viso kassa vipamutta sa sabbathi sabba gantabba hinasa barilaho na vichati. Dạ con xin hết, con xin xuống mít ạ. Dạ, xa thú, xa thú. Giáo pháp hai rất là giỏi, mới cầm bích đầu tiên mà quá giỏi. Dạ sa thú đành thai. Dạ không biết ngài chạy đến mục tiêu rồi, không thấy ngài cầm bích nên Nhật Quỳnh tạm thời cầm bích. Dạ cho Nhật Quỳnh làm thầy bói nha. Cô tu nữ Phúc Hạnh có cho Nhật Quỳnh làm thầy bói không? Cô tu nữ Phúc Hạnh, alo, cô tu nữ Phúc Hạnh có cho bài không? Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có cho bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có cho Nhật Quỳnh làm thầy bói không? Nhật Quỳnh làm thầy bói nha. Nhật Quỳnh nghe cái giọng đọc của học giáo pháp 2 này. Sao Nhật Quỳnh nghi quá? Nghi là đệ tử của Đại Đức Pháp Trang. Phải không học giáo pháp 2? À, Tina chưa đọc, và nãy giờ Tina cứ chạy ra chạy vào hoài, bây giờ chắc Tina bận rồi.
Dạ, lúc này thì Na bận dữ lắm luôn. Dạ, giáo pháp hai cho Nhật Quỳnh hỏi. Dạ, cô Phúc Hạnh không khỏe hả? Dạ, học giáo pháp hai ở Việt Nam bởi chị Nhật Quỳnh sau nghe giọng đọc nghi là đệ tử của Đại Đức Pháp Trang. Dạ, Đại Đức Pháp Trang thì chắc giáo pháp hai thì gọi là sư phụ gì ta, pháp danh gì tiền quên mất tiêu rồi. Dạ, cứ kêu Đại Đức Pháp Trang vậy, quên kêu cô Phúc Hạnh chát dùm lên dùm Nhật Quỳnh đi. Cô không khỏe, cô không đọc, cô chát lên dùm Nhật Quỳnh này. Đúng rồi, dạ, đệ tử của Đại Đức Trí phải không, phải không giáo pháp hai? Nhật Quỳnh làm thầy bói không biết có trúng không, lâu lâu làm thầy bói à? Dạ, có trúng hay không à? Dạ, mới vô gần đây. Dạ, vậy là không phải đệ tử của đây của sư Trí Ngạn phải không? Dạ, tại Nhật Quỳnh nghe giọng đọc Nhật Quỳnh nghi vậy thôi. Dạ, rất là xa thuộc. Nhật Quỳnh thấy học giáo pháp hai này vào trung cũng mấy lần rồi, và cũng có vào trung pháp quốc kinh nữa. Dạ, đây là xa thuộc gì, kính mời. Dạ, kính mời học giáo pháp hai vào trung thường xuyên hơn, và vào trung pháp cú thì cứ đưa tay, mạnh dạn đưa tay để lên ôn bài nha. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá. Dạ, con bây giờ không còn thấy, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con cũng thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Nhà, xa thú, xa thú. Hôm nay thì không có gì để mà nói, mà muốn nói thì Sĩ Nhật Quỳnh cũng đã nói hết rồi. Để hiểu học giáo pháp mà học tới hai luôn cho họ, phải học một đâu nha. Để hiểu học huynh nha, dùng chữ huynh nha, bởi vì nữ nam gọi là huynh ha. Huynh học giáo pháp hai lần đầu tiên ha, nghe giọng đọc. Cái vấn đề quan trọng là cái giọng kinh, mà giọng kinh mà đọc được như vậy là thấy một cái trình độ coi như là đến với giáo pháp lâu lắm rồi, đến với giáo pháp lâu lắm rồi, mà cái giọng đọc mà thấy nhuần nhuyễn. Còn tệ thì sao cũng được, từ từ đi ha. Nhưng mà nói về giọng kinh thì như vậy là tuyệt vời. Còn phân tích đi chứ, không biết là đâu nào sai. Lần trước có theo dõi mà mất tài khoản theo dõi, để mất tài khoản hả? Theo dõi bài học cho ai vậy? Ai biểu theo dõi tài khoản làm gì để cho nó mất hả? Ngộ ha. Mất mật khẩu là tài khoản, khổ quá đi. Mất cái bắt quật á, cho ai mất tài khoản. Rồi, như vậy là rất là tiến bộ. Tới sau nhưng mà có thể về trước á. Trình độ giọng đọc như vậy là thấy cũng là một Phật tử thuần thành, chứ không phải là mới đâu. Rất là quan hệ. Đạo tràng luôn luôn với một bàn tay rộng mở để đón tiếp huynh ha. Huynh cứ đến, và trong cái sự tu học của chúng ta thắc mắc thì ngày Chủ Nhật á, có ngày Diệu Tông, bao nhiêu coi như cái gì đó mà thấy rằng ngài có, chúng ta nên móc túi. Ngài đã sẵn sàng cho chúng ta một cái cơ hội là ngày Chủ Nhật, thắc mắc gì cứ hỏi. Bởi vì học hỏi hiểu nhớ thì đó chúng ta mới hành được. Rồi,
Bây giờ trở lại vấn đề bài học ngày hôm nay, thời gian cũng trôi qua. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của tự vững, à, câu Phật ngôn này. Quan trọng là chúng ta học, chúng ta phải hiểu ý nghĩa, và khi đó chúng ta thực hành mới có kết quả. Câu đầu tiên, Gatathino Visokasa, Gatathino Visokasa, à, câu này có hai từ ha. Gatathino là một, Visokasa là hai. Đây là cái bài đầu tiên trong chương 7 của cái phẩm A-la-hán, A-ra-hanh-ta-quát-gá, chứ không phải là hành tá quá rồi quát gá ha. À, cho em biết chứ Dược Quỳnh sửa chưa? À, cái tiếng bên A-ra-hanh-ta-quát-gá chứ không phải hành tá quá ha. Sửa rồi ha, rồi, cảm ơn, cảm ơn. Rồi, bây giờ cái từ Gatathino, Gatathino do hai từ, là cái từ Gata cộng với Athino. Gata, đây là một cái dạng quá khứ phân từ của cái động từ Gacchati. Gata ở đây có nghĩa là đã đi đến, đã đi đến. Rồi Athino, Athino do cái từ Athana. Athana là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga, Athana có nghĩa là hành trình hay là con đường, con đường hay là hành trình. Vậy thì chữ chữ Gatathi, Gatathi á, Gatathi ở đây nó là một cái dạng của sở hữu cách số ít. Chát thí quy phát thí e ca quá trần á, cho nên Gatathino có nghĩa là đối với người đã trải qua cuộc hành trình, của người đã trải qua suốt cuộc hành trình. Gatathino, của người đã trải qua cuộc hành trình. Rồi, Gatathino ha, rồi xem Athana ha, có phải Athana không? Đúng rồi, Athana. À, đúng rồi. Rồi, cái từ thứ hai, Visokasa. Visokasa, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước, có nghĩa là khỏi, lìa, không. Sokasa do từ Soka, Soka là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Soka là sầu muộn, mà có chữ quý ở trước là lìa khỏi không. Vậy thì quý Soka là không sầu muộn. Nhưng mà ở đây quý Soka được chia theo sở hữu các số ít. Chát thí quy phát thí e ca quá trần á, cho nên quý sô cá biến thành quý sô cá xa, đối với người không còn sầu muộn, hay là của người không còn sầu muộn. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2 để câu này bổ sung cho câu thứ nhất. Quyết bà mô tá sá sắp bà thí, quyết bà mô tá sá sắp bà thí. Câu số 2 chúng ta có hai từ, quyết bà mô tá sá, quyết bà mô tá sá. Chúng ta thấy tiếp đồng ngữ quý ở phía trước nè, rồi tiếp đồng ngữ bá ở phía trước nè. Rồi cái căn ngữ của nó tức là căn ngữ mút. Mút ở đây có nghĩa là tự do, giải thoát. Và quyết và mút tá xa, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, và được ghi theo sở hữu cách số ít. Khát thí quy phát thí e ca quá trần á,
Vipamuttassa đối với người đã được hoàn toàn giải thoát. Đối với người đã được hoàn toàn giải thoát, Vipamuttassa. Rồi, cái từ thứ hai, Sabbathi. Sabbathi, đây là một càng từ, có nghĩa là mọi thứ, tất cả, mọi cái. Mọi thứ, mọi cái, hay là tất cả, được gọi là Sabbathi. Vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung với nhau. Gatathino visokasavipamuttasasabbathi. Gatathino visokasavipamuttasasabbathi. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình không còn sầu muộn, đã được hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi thứ. À, câu 1, câu 2 bổ sung cho nhau. Chúng ta thấy ý nghĩa rất là xúc tích, rất là mạch lạc. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình không còn sầu muộn, đã được hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi thứ. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Làm lia lịa. Thích Như Quang thấy cũng quếu luôn à, run tay run chân luôn. Câu hai chưa xong cái mà gom luôn cả câu một câu hai vô à, chúng ta nghe rất là mạch lạc, nhưng mà làm cho cái người mà đưa lên cái bài học thì rối luôn. Khi Như Quỳnh tán cái được là mừng lắm à, hay thiệt. Câu một câu hai. Gatathino visokasavipamuttasasabbathi. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình không còn sầu muộn, đã được hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi thứ. Đó là câu 1, câu 2 ha. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Sao Thích Như Quang trục trặc kỹ thuật rồi hay sao đây? Alo, nghe bị đứt quãng hả? Rồi quý vị nghe có rõ không? À, chị Nhật Quỳnh nó nghe bị đứt quãng. Có luôn hả? Trời ơi, tự mình nói lên, tự mình nó có luôn. Rồi chị Kim Nhung nghe rõ nè. Đó, chị Như Quang cũng đưa lên bài học một cách rõ ràng nè. À, đối với người đã trải qua cuộc hành trình không còn sầu muộn, đã được hoàn toàn giải thoát mọi thứ, đúng rồi. Rồi nghe điếc cái lỗ tai luôn rồi đó, chỉ có cái bài này là kiếm chuyện thôi, còn ai cũng nghe rõ ấy. Nghe điếc lỗ tai thì nghe làm gì, vô đây mà bị hành hạ gì vô làm gì. Rồi câu 3, câu 4. À, câu số 3. Sabbaganthappahinassa Bahinassa. À, thấy một nhóm là dính liền với nhau, bây giờ phải cắt ra. Chứ nếu mà không cắt ra nhìn vô thấy mở mắt luôn. Sabba là một này, Gantha là hai này, Bahina là ba này. Đó, ở đây có ba từ nó đi liền với nhau. Sabba tức là tất cả ha, đó là một trạng từ. Ganh thấp tức là do từ ganh thá. Ganh thá là một danh từ nam tính. Ác răng tá phùng đình gá. Ganh thá ở đây có nghĩa là sự ràng buộc, sự trói buộc. À, sắp bá ganh thá là tất cả sự ràng buộc ha. Rồi sao nữa, cái từ sau cùng này mới quan trọng này. Bá hi nát xa. Bahinasa do cái từ Bahina. Bahina. Và ở đây chúng ta thấy
Bá hi na do cái căn ngữ ha, căn nghĩa là từ bỏ giết đoạn trừ, từ bỏ giết đoạn trừ. Và bá hi na ở đây được dựa theo sở hữu cách số ít khát thí vị phát tí e có quá trình ha, cho nên bá hi na biến thành bá hi na sa. Bá hi na sa tức là đã được buông bỏ, đã được đoạn trừ, đã được buông bỏ, đã được đoạn trừ. Vậy thì gom chung là ai? Sapa gan thấp bá hi na sa, tức là đối với người đã buông bỏ mọi ràng buộc, đối với người đã buông bỏ mọi ràng buộc. Đó là ý nghĩa câu số 3. Sapagandhapahinasa, đối với người đã buông bỏ mọi ràng buộc. Câu 3 ha. Sapagandhapahinasa Bahi Nasa, Sapa là tất cả, gần tha là sự ràng buộc. Bahi Nasa, căn ngữ là ha, đã buông bỏ đoạn trừ, đối với người đã buông bỏ mọi ràng buộc. Ồ, rõ ràng, chính xác, nhìn vô là hiểu liền ha. Câu số 3, Sa Thủ Xích Như Quang. Và câu cuối, hai câu này bổ sung ha, câu cuối. Bari là hồ na quýt cha ti, bari là hồ na quýt cha ti. Câu cuối cùng có ba từ. Bari là hồ, bari là hồ do cái từ bari là ha, bari là ha là một danh từ nam tính akran tháp cung đình ga, và bari là ha được đứng làm chủ từ số ít bạch tham ma e câu quá chân áo quyền pháp tí, cho nên parila ha biến thành parila hồ. Parila hồ là sự bực bội, sự nóng nảy, sự bực bội, sự nóng nảy. Rồi ná là sao đây? Ná a anh, ná á anh có nghĩa là không ha. Rồi wicchati, wicchati động từ số ít này có nghĩa là bị tìm thấy, biết đến, biết đến, bị tìm thấy bởi, bị tìm thấy bởi, hay là biết đến. Động từ wicchati bị biết đến, bị tìm thấy bởi. Như vậy thì hai câu này bổ sung ý nghĩa như thế nào? Sapagandhapahinasaparilahonawicchati, đối với người đã buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không được biết đến. Câu 3, câu 4. Đối với người đã buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không được biết đến. Ôi, sa thủ, xin nhiều quá. Như vậy chúng ta cũng đã hoàn thành ý nghĩa từ vựng ha. Câu vật ngôn 90 cho chúng ta một ý nghĩa. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình không còn sầu muộn, đã được hoàn toàn giải thoát ra mọi thứ, đã buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không được biết đến. Xin lặp lại ha. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình không còn sầu muộn, đã được hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi thứ, đã buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không được biết đến.
Đó là ý nghĩa toàn bộ câu Phật ngôn thứ 10. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ ta lục bát thế này. Trải qua suốt cuộc hành trình, ưu phiền chấm dứt, khổ hình tiêu tan, cởi bao triền phược buộc ràng, sống đời siêu thoát, lửa tàn vùi cho, trải qua suốt cuộc hành trình, ưu phiền chấm dứt, khổ hình tiêu tan, cởi bao triền phược buộc ràng, sống đời siêu thoát, lửa tàn vùi cho. Đó là Ngài Giới Đức. Ngài Giới Đức là thầy của Thượng Tọa Quán Thông á. Hôm nay Thượng Tọa Quán Thông ý sao thầy ra cái dịch thế thơ thế này mà học tổ không thuộc lại, thấy chắc là gặp Ngài Giới Đức là dễ bị ăn đòn lắm á. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu làm sao? Đích đi đến không sầu, dễ thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Đích đã đến không sầu, dễ thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Alo, trong từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào, có cái từ nào còn thắc mắc? Tôi đề tài học phải hỏi nghe, chứ không mà chỗ đó thấy nghi rồi cái bỏ qua rồi như vậy là xong ngay. Quý vị học phải hỏi để rồi chúng ta cải chánh tri kiến, cái nghĩa là thấy biết một cách rõ ràng sáng suốt, chứ không phải ai sao tôi dạy ha. Mình phải tự mình thắp mà đi. Rồi, có ai thắc mắc gì không về tự vấn? Còn để có ai còn thời gian bao lâu để chúng ta nghiên cứu về cái duyên sự? 6 giờ 11 phút rồi. Thôi thì bây giờ quý vị nghe duyên sự. Rồi còn thời gian thì chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn ha. Câu Phật ngôn 90 trong phẩm A-la-hán. Một phẩm A-la-hán này có tất cả là 90, 90 tới 99, 10, 10 bà kệ ha. Cái 9 bà sau 10 đó. Mà đây là cái bà kệ đầu tiên ha. Khi mà Đức Phật ngự tại Chùa Kỳ Viên ha. Xin lỗi, không phải tại Chùa Kỳ Viên, mà Đức Phật ngự tại một cái vườn xoài của ông Chi Bát Cá. Ông Chi Bát Cá này là một cái người một coi như thầy thuốc rất là giỏi. Thì như thế này là khi mà Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng, coi như cấu kết với Thái tử A Chà Tá Sa Tú A Sa Thế. Alo, A Chà Tá Sa Tú, quý vị coi như biết sao cho nó đúng nè, để biết cái vấn đề mà coi như khi mình biết đúng á, mình sẽ nhớ đến câu Phật ngôn này là một cái vấn đề chia rẽ tăng ha, nhưng mà có liên quan tới ông vua này A Sa Thế. A Sa Thế tiếng Bali viết sao? Alo, A Chà Tá Sa Tú. A Chà Tá là chưa sanh ra, mà Sa Tú là kẻ thù, tức là kẻ thù chưa sinh ra. A Sa Thế. A Chà Tá Sa, A Chà Tá Sa Tú. Ê, chữ Sa Tú chứ đâu phải chữ Sa Tú. Nghe lộn rồi ha. Nghe lộn rồi. A Chà Tá Sa Tú. Rồi Sa Tú Sĩ Kim Nhung. Rồi bây giờ đúng rồi. A Chà Chà, chứ không phải ác, không phải là ác mà á. Á là không á, á là chưa đó. A Chà Tá là chưa sanh ra, Chà Tá là sanh, á là không, là chưa.
sát tú là kẻ thù, kẻ thù chưa sinh ra. Rồi như vậy là ổn ha. A chà ta sát tú, đúng rồi, chính xác. Thì cái anh này nè, ông này này nghe lời của Đề Bà Đạt Đa, khi còn làm thái tử á, thì Đề Bà Đạt Đa bây giờ viết sao cho chúng đúng, hay đọc tiếng Việt là Đề Bà Đạt Đa, vậy thì tiếng Bali viết làm sao đây? Viết cái chữ A Chà Ta Sa Tú đúng rồi, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa Việt Nam đọc là vậy, nhưng mà tiếng Bali viết làm sao? Alo, đó bụng rồi, ngoại lao quá trời. Đề Bà Đạt Đa viết làm sao đây bà con ơi? Tiếng Bali, hai nhân vật này sẽ nối bật trong câu Phật ngôn 9-10. Alo, Đề Bà Đạt Đa, chính xác, Đề Bà Đạt Đa. Đọc là Đề Bà Đạt Đa, hãy giảm thiểu đi. Bây giờ đọc tới cái tên Bali cho quen ha. A Chà Ta Sát Tú Đề Bà Đạt Đa ha. Chúng ta đọc như vậy đi, chứ còn dịch tam sao thất bổn mà riết anh thành ra mất dịch luôn, khổ lắm. Thôi để nguyên ngôn ngữ đi. Đề Bà Đạt Đa A Chà Ta Sát Tú, hai người này coi như âm mưu với nhau. Đề Bà Đạt Đa muốn giết Đức Phật để lên làm Phật, còn A Chà Ta Sát Tú giết vua cha để được lên làm vua, tức là một bên vua đời, một bên vua đạo ha, thống nhất giang sơn, song kính song kiếm hợp bích ha, làm chủ tình hình thế gian này, một bên đạo một bên đời. Mà đạo và đời thì quý vị thấy có một cái sự liên kết ha, giống như đời là thể xác, đạo là linh hồn. Xác không hồn là xác chết, mà hồn không xác là hồn ma. Đời không đạo thì loạn luân xác thiệt, mà đạo không đời thì mờ mịt vô duyên. Một bên đạo một bên đời, một bên danh một bên sắc, chúng ta thấy hòa quyện với nhau. Cho nên hai anh chàng này ăn rơ với nhau, một bên giết Phật, một bên giết vua cha của mình để lên làm vua, để lên làm Phật. Thì với cái ác tâm như vậy nên Đề Bà Đạt Đa muốn giết bậc đạo sư, cho nên mới trèo lên trên núi Gích Chát Cù Ta, mà người ta gọi là núi Linh Thứu hay là núi Kỳ Xà Quật. Vậy thì quý vị biết cái địa điểm này Gích Chát Cù Ta viết như thế nào đây? Phải nhớ cái vị trí này, Gích Chát Cù Ta viết sao đây bà con? Người ta gọi là núi Linh Sơn, Linh Thứu, rồi Kỳ Xà Quật nè, rồi Gích Chát Cù Ta viết là sao đây? Ô, đi ngủ chăng rồi ta? Còn ai thức không? Rồi xong ngay, báo của chạy lên người hết rồi. Rồi làm xong bổ phận rồi, cái tắt đèn đi ngủ luôn. Rồi không nghe phải không? Rồi Đề Bà Đạt Đa trèo lên trên cái núi Gích Chát Cù Ta, xéo một con cá thật lớn, mục đích là lăn cái hòn đá xuống trong lúc mà Đức Phật ngài đang đi kinh hành ở phía dưới núi. Đức Phật đang đi kinh hành ở dưới núi thì anh chàng này Đề Bà Đạt Đa trèo lên trên đỉnh, xeo một tảng đá rất là bự, lăn xuống để coi như giết Đức Phật. Nhưng mà tảng đá bị hai cái ngọn núi nó giữ lại, rồi do hai cái ngọn núi hai bên nó giữ lại, cho nên cái tảng đá đó nó vỡ ra từng mảnh nhỏ, và những cái mảnh đó nó rơi xuống
làm dập chân của Đức Thế Tôn, đến nỗi máu chảy ra khiến cho Ngài đau nhức một cách rất là dữ dội. Các vị tỳ kheo tiếp đỡ Ngài nhiều ngày, và Đức Phật muốn rằng từ đây đi đến cái vườn xoài á, muốn từ cái chỗ này đi đến chỗ vườn xoài, cho nên mới bảo các vị tỳ kheo đó hãy khiêng, hãy kiệu, hãy dìu Ngài đi đến chỗ vườn xoài của ngự y Chi Quật Á. Các vị tỳ kheo vâng lệnh Đức Thế Tôn, đưa Ngài đến vườn xoài của ông Chi Quật Á. Vị ngự y Chi Quật Á, dùng cái từ ngự y có nghĩa là cái ông này, ông thầy thuốc này chuyên môn trị bệnh cho đức vua, cho nên mới gọi là ngự y ha. Ngự y Chi Quật Á hay tin đến gặp ngay Đức Phật để chữa trị vết thương, rồi ông ta dùng cái thuốc cay nồng để mà băng bó cho cái vết thương, và bạch với Đức Phật rằng: bạch Ngài, con phải đi làm thuốc chữa bệnh cho một người ở trong thành rồi sẽ trở lại, hãy chịu khó chờ con về rồi mới mở được cái băng của thuốc này ra được. Rồi ông ngự y Chi Quật Á đi vào thành và làm xong phần sự đối với một người bệnh xong thì đã tới giờ đóng cửa thành mất tiêu, ông không kịp về. Ông ta mới lo lắng tự nghĩ: trời, nghiệp của ta đã tạo ra rất là nghiêm trọng, ta đã vì một người bệnh khác mà không lo chu toàn cho Đức Thế Tôn, đã cho thuốc men cay nồng và băng bó vết thương, nhưng bây giờ tới lúc mở băng ra cho Ngài thì ta lại không có mặt để mà mở băng. Chắc là cả đêm nay Đức Bổn Sư toàn thân sẽ phát nhiệt. Tức là ông ta lo như vậy, tới giờ mở băng mà còn bị kẹt ở trong thành rồi, không đi ra được. Và suốt đêm như vậy chắc là Đức Phật khổ lắm, nó hành hạ khổ thân của Ngài lắm. Và ngay lúc đó thì bậc đạo sư gọi tôn Ngài Anan Đá, tức là thị giả, đến và bảo rằng: này Anan Đá, người y Chi Quật Á tối nay không có về được. Ông ta đang lo lắng vì đã đến giờ mở băng của vết thương, vậy thì ông hãy mở băng vết thương này đi. Ngài Anan Đá vâng lời mở băng ra, vết thương đã kéo da non. Rồi qua ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mọc thì ông Chi Quật Á đã về thành, lật đật đến thăm bậc đạo sư và hỏi: bạch Ngài, Ngài nghe trong châu thân của Ngài có nồng nhiệt, có nóng nảy lắm hay không? Đức Phật nói: này Chi Quật Á, dưới cội cây Bồ Đề, Như Lai đã vượt qua mọi sự nồng nhiệt và tâm đã lắng dịu. Và nhân dịp đó thì Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn thích hợp, đó là câu Phật ngôn 90. Để đưa lại câu Phật ngôn 90 cho quý vị thấy, Đức Phật đã trả lời cho ông Lương Y Chi Quật Á: Gatathino visu kasavipamutasasap badisap baganthap bahinas sapari laho nawichati. Đức đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Đây là câu Phật ngôn mà Đức Phật trả lời cho ông Lương Y Chi Quật Á. Và khi mà chấm dứt cái câu Phật ngôn này thì có rất nhiều vị tỳ kheo ở tại đó chứng đạt được thánh quả, nhất là qua vị Tu Đà Hoàn. Đây là một câu Phật ngôn do câu hỏi của ngự y Chi Quật Á.
mà chúng ta có được một bài học. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng ngữ y khi Quật Cá hỏi Phật rằng: Ngài thấy trong người có nóng chăng? Phật đáp: Từ khi ta đại ngộ, trong ta lửa dục đã trừ căn. Ý Ngài em chỉ đến tâm không, phiền não đâu còn cháy phía trong, nhưng phía ngoài thân sao cõi khổ, dập chân nát thịt, máu ròng ròng. Nghiệp mới tuy là đã dứt rồi, nhưng bao quả cũ vẫn còn nhồi. Hữu thân hữu khổ là chân lý, dầu Phật hay ai cũng thế thôi. Alo. À, như vậy là khi duyên sự chúng ta đã nghe. Đây là một câu Phật ngôn mà Đức Phật đã lời ông Lương Y Chi Quật Cá. Thời gian còn lại bao lâu? Còn 5 phút nữa. 5 phút. À, bây giờ 5 phút này hỏi một người mà trong đạo tràng hôm nay nổi bật, đó là ai quý vị biết không? Học giáo pháp 2. Alo, học giáo pháp 2. Huynh thấy thế nào qua câu Phật ngôn 90? Mời bàn tay của Huynh học giáo pháp 2. Alo. Khi mà học câu Phật ngôn 90, Huynh học giáo pháp 2 nghĩ sao? Xin mời bàn tay của Huynh học giáo pháp 2. Sao xuất hà, sao trốn học, đã trốn luôn đi. Tại sao còn vô trễ mà còn chào hỏi anh chi nữa, làm rối đạo tràng. Đương hỏi Huynh học giáo pháp 2 mà sao chưa thấy bàn tay? Huynh có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 90? Những người trong room này đã tới trước cũ rồi, vì có Huynh là người mới. Nhưng mà mới mà hôm nay tiến bộ, cho nên ưu ái một chút ha. Mời Huynh học giáo pháp 2 có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 90 trong vòng 5 phút. 5 phút này coi như là rất là quý báu nè. Bởi vì không nói thì coi như cũng sẽ chờ thôi. Mà ưu tiên 5 phút này, chưa có nghĩ ra, đưa tay lên là coi như là tự nhiên nó ra. Đã chưa đưa tay lên còn suy nghĩ gì, có sao nói vậy người ơi. Đưa tay lên đi. Rồi, ít nhiều không quan trọng, nhưng mà đó là sự trung thực. Alo. Mắc cỡ gì mà không chịu lại dùm. Hồi nãy đọc hay quá mà. Hay khó dễ quá hả. Rồi bây giờ thôi, cùng thịnh thường tọa quan không đúc kết câu Phật ngôn này. Alo, thường tọa quan không rồi. Thịnh thường tọa đúc kết câu Phật ngôn này. Thịnh tọa quan không có chút máy không? Cũng không có hả? Trời ơi, nếu có phải. Rồi, để Đức Pháp Trang có ý kiến về câu Phật ngôn này. Úp, mời ra bỏ chạy rồi. Thấy của bỏ cửa chạy lấy người luôn, chạy mất dép luôn. Khổ thiệt. Thôi, Đại Đức Tuệ Đức ơi, hôm nay không biết Đại Đức Tuệ Đức có đưa tay lên đọc không? Đức hồi nãy chúng tôi dạy ra ngồi. Bây giờ Đại Đức Tuệ Đức nghĩ sao có? Trong khi mời Đại Đức Tuệ Đức thì học giáo pháp 2 là đưa tay, khổ thiệt. Thôi bây giờ đưa tay cho mời thôi. Dạ, nãy giờ mấy con bị ấn vô không được. Dạ, con xin có ý kiến là về cái bài
cái đoạn kinh hôm nay đó là cái sự nhiệt tình, sự quan tâm và sự chú ý của đệ tử Phật, đó là ngài Vipaka. Và cái và Đức Phật qua cái nhân sự là Vipaka quen thay ban cho Đức Phật, thì ngài Đức Phật giảng cho ngài Vipaka và đại chúng biết về cái khổ tâm là ngài đã diệt trừ, còn cái khổ thân thì đối với ngài thì ngài xem như là cái đó là cái duyên đến, và khi đủ duyên thì nó đến, là khi duyên hết thì nó đi là chuyện bình thường à. Con xin ý kiến là bao nhiêu ạ? Sa thủ huynh học giáo pháp nói ít nói nhiều, cái vấn đề quan trọng là cái tinh thần đóng góp chúng tôi rất là hoan hỷ. Đúng sai không quan trọng, mà cái tinh thần mà đóng góp đối với đạo tràng tức là tích cực nhiệt tình, thì chúng ta sẽ tìm ra sự thật thôi. Đức Phật ngài cũng có cái tâm thần ngũ uẩn giống như chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý ha, lục căn tiếp xúc lục trần, rồi lục thức phát sanh lên trong cái thân phận của người, ai cũng giống ngài. Mặc dù là Đức Phật, mặc dù là các vị thánh A La Hán, nhưng mà các ngài còn cái thân ngũ uẩn thì phải chịu trả cái nghiệp, chứ không phải nói thành Phật là cái gì cũng né hết. Thành Phật là cái gì cũng tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, không có ác nghiệp quá khứ mình phải chấp nhận với ngài một phiền liền ha. Như Đức Phật cũng bị nàng Chinh Cha vô phu quan giá họa ha, tùm lum, bởi vì còn cái thân ngũ uẩn cho nên phải trả nghiệp, mà gọi là hữu dư niết bàn. Khi nào mà không còn thân ngũ uẩn này á là vô dư niết bàn thì không nói nữa, nhưng mà hữu dư tức là còn cái thân ngũ uẩn là phải còn trả nghiệp. Cho nên với cái thân phận của người, có những vị tỳ kheo rất là ngưỡng mộ Đức Phật, nghe giáo pháp của ngài rồi tu tập, nhưng mà trên con đường để đi đến gặp Đức Phật á, để mà coi như xin đề mục để tu tập á, thì gặp Đức Phật ở dọc đường, nhưng mà rồi trong một cái chùa đó, nhưng mà rồi cũng không biết đó là Đức Phật. Cho đến khi nàng, đến khi mà đạo với nhau nói về sự thật thì Đức Phật khai thị cho vị đó, và vị đó hưởng được hương vị giáo pháp mới biết rằng ồ, đây là ông Phật. Điều đó chứng tỏ rằng trên cái vấn đề ngũ uẩn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là đều giống hệt nhau, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân văn cũng đều giống nhau, rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức cũng, đó là một cái sự mà nhận thức giữa căn và trần thì cũng đều giống nhau hết đó. Nhưng mà khi mà còn ngũ uẩn là phải chịu khổ. Mục đích là trong câu Phật con này, còn ngũ uẩn là phải chịu khổ, tức là thân đau mà tâm không đau, đó là các vị thánh, các vị Phật. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây với câu Phật ngôn 90. Chúng ta sẽ áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Dù có khổ thân nhưng mà tâm đừng có khổ. Đó là cái điều quan trọng ha. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quan lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng, thì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền,
được an lành tịnh lạc. Ete na sa te wa che na so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, chúng được an lành trong ánh hào quang của chư Nam Mô Bụt Thầy nhá. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ. Yani thabbutani samagatani kumma.